Tiểu sử anh hùng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912, mất ngày 28 tháng 8 năm 1941, sinh trong một gia đình Nho giáo, quê xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1927, ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Tháng 6 năm 1929, ông được kết nạp vào chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở Hà Nội. Đến năm 1930, được cử làm bí thư đặc khu Hồng Gai, Uông Bí, sau bị Pháp bắt kết án khổ sai, đi đày ở Côn Đảo. Vào năm 1936, ông được trả tự do về hoạt động bí mật ở Hà Nội. Nguyễn Văn Cừ đã tập trung vào công tác khôi phục Đảng ở cơ sở, khôi phục và đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân, và đã thành công trong việc lập lại xứ ủy Bắc Kỳ và trở thành ủy viên thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ vào tháng 3 năm 1937. Tháng 9 năm 1937, được cử vào ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ở hội nghị Hóc Môn, Gia Định. Năm 1938, ông được bầu làm Tổng Bí thư khi mới 26 tuổi. Tháng 6 năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn cùng với một số đảng viên khác. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, thực dân Pháp ghép ông vào tội, đã thảo ra nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, chủ trương bạo động và là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, và kết án tử hình ngày 28 tháng 8 năm 1941. Bản án được thi hành cùng với một số đảng viên cộng sản khác như Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu tại trường bắn Hóc Môn.